giống giống đó. Em không phải giống một người mà em được nhận xét là giống rất là nhiều. Em có biết anh xin lỗi, em đang ở trong mùa unique đấy. Dạ đúng rồi. Nếu như bây giờ cả ba giám khảo ở đây đều nói một câu mà nó rất kỵ cho chủ đề năm nay là em giống một người, em nghe câu này cũng đã rất là nhiều năm rồi. Và em không phải giống một người mà em được nhận xét là giống rất là nhiều. Khi mà Heidi xuất hiện tại các cuộc thi hay là những chương trình nào thì câu chuyện này luôn luôn xảy ra. Nên là đối với Heidi thì đây là một chuyện rất là bình thường, không có gì là phải phản ứng. Em nên chọn cho mình một cách thể hiện đầu tóc, quần áo làm sao để cho nó tránh cái sự trùng lặp. Trước khi đi thi cuộc thi này thì em cũng để một cái mái tóc và nó rất là giống người ấy, nên là em phải cắt máy khác đi để mà thay đổi. Mình nên như vậy, mình phải là một cá thể duy nhất. Dạ. Ngày hôm nay em đi thi thì từ sáng đến giờ thì cũng có rất là nhiều anh chị lại hỏi em là có họ hàng với lại người ấy hay không. Thì bây giờ mình đi thi cuộc thi, người ấy là ai đúng không? Dạ. Dạ. Em có đăng ký nhưng mà vấn đề là em chưa được tiêu chuẩn. Tại vì người ta chỉ mới là cho thí sinh nam thôi, khi nào có thí sinh nữ thì từ đó em sẽ xuất hiện. Người ta nhận xét em như vậy á, em cảm thấy như thế nào? Dạ em cảm thấy may mắn khi em giống những anh chị đó. Ủa là ai nữa? Ai nữa? Dạ không, có nhiều lắm nhưng mà giờ em không muốn liệt kê. Ok. Khi em giống những đàn chị nổi tiếng như vậy thì em có tố chất của người nổi tiếng. Xuất sắc. Cũng trả lời. Riêng câu này em nói trong vòng casting là anh nghĩ là em khác rồi đấy. Chúc mừng em. Đi lên đây. Rất là may mắn khi đã vượt qua được vòng casting đầu tiên. Nhưng mà chúng ta còn phải trải qua tới 3 vòng thi nữa. Thì chắc chắn sẽ không có nhẹ nhàng như bây giờ. Việt Nam Next Top Model Casting 19 được phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ, bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 năm 2020 trên Facebook chính thức của chương trình và hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/vnntm.